với chủ đề Việt Nam hòa bình, hợp tác và phát triển. Năm nay, đội tuyển văn hóa nghệ thuật Việt Nam đã đem đến hội thao quân sự quốc tế Army Games 2020 nhiều sản phẩm văn hóa truyền thống dân tộc. Dịp này, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tới tham quan, động viên và chúc đội tuyển thi đấu thành công. Nhà hữu nghị ở Trung tâm Văn hóa Quân đội Nga năm 2020 đã thu hút 12 nước tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Cũng như mọi năm, gian trưng bày của Việt Nam luôn là địa chỉ hấp dẫn, thu hút nhiều khách đến tham quan. Với những hình ảnh tiêu biểu về di tích lịch sử văn hóa Việt Nam được UNESCO công nhận như lễ hội Đền Hùng, Hoàng Thành Thăng Long, Cố Đô Huế, Vịnh Hạ Long hay các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của quân đội ta cũng như công tác đối ngoại quốc phòng, hoạt động tham gia phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem đến gian hàng nhiều khách tham quan còn được thưởng thức nhiều đặc sản của người việt như trà sen bánh đậu xanh kẹo dừa trầm trồ thích thú và khâm phục trước những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo mang đặc trưng của nhiều vùng miền nước ta tham quan gian trưng bày trung tướng ngô minh tiến phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam đánh giá cao nỗ lực của đội văn hóa nghệ thuật trong việc truyền bá văn hóa con người quân đội việt nam ra thế giới đồng thời gửi lời động viên chúc sức khỏe các thành viên đội tuyển Hy vọng anh em tiếp tục đạt nhiều thành tích cao trong các cuộc thi nghệ thuật sắp tới. Những ngày tiếp theo, đội văn hóa nghệ thuật sẽ tiếp tục tham gia thi với nhiều nội dung sinh động, hấp dẫn. Các tiết mục tiêu biểu sẽ được trình diễn tại sự kiện văn hóa văn nghệ tại các địa điểm hội thao và trong lễ bế mạc. Gian trưng bày tại nhà hiếu nghị sẽ mở cửa đến ngày 5 tháng 9.